Nghệ thuật làm bánh đang trải qua thời kỳ phục hưng trong các nhà bếp trên khắp thế giới, tại các thành phố như New York, London và Tokyo. Cả những thợ làm bánh nghiệp dư và chuyên nghiệp đều dành thời gian và công sức của họ để thành thạo các kỹ năng làm bánh. Xu hướng này được thúc đẩy bởi một mối quan tâm mới trong thực phẩm chất lượng tự làm và niềm vui. Việc tạo ra một cái gì đó thú vị làm bánh, bao gồm làm bánh, món tráng miệng và bánh mì. Không còn giới hạn trong các nhà bếp chuyên nghiệp, các báo cáo cho thấy các thợ làm bánh tại nhà đang gia tăng. Với nhiều người chuyển sang làm bánh như một sở thích, hoặc thậm chí là một liên doanh kinh doanh nhỏ. Những lý do đằng sau sự hồi sinh này rất đa dạng. Nhưng các chuyên gia tin rằng nó có mối quan hệ với một phong trào rộng lớn hơn hướng tới sự tự túc và thủ công. Tim Johnson, một đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng, cho rằng xu hướng này là mong muốn về tính xác thực trong thực phẩm. Mọi người đang tìm kiếm thực phẩm tự chế thực sự mang một liên lạc cá nhân. Nướng bánh mì hoặc bánh của riêng bạn ở nhà mang lại sự hài lòng mà các sản phẩm thương mại thường thiếu, Johnson nói. Quá trình này là trị liệu, cung cấp một lối thoát sáng tạo và ý thức hoàn thành. Các nền tảng trực tuyến đã đóng một vai trò quan trọng trong sự hồi sinh ẩm thực này. Các kênh truyền thông xã hội tràn ngập những sáng tạo trực quan tuyệt đẹp, truyền cảm hứng và thúc đẩy các cá nhân thử làm bánh hướng dẫn. Blog và các lớp ảo đã giúp việc học và kỹ thuật làm bánh hoàn hảo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tác động của xu hướng này là rõ ràng trên thị trường là tốt. Doanh số của các thành phần và thiết bị làm bánh đã tăng đều đặn khi nhiều người đầu tư vào nỗ lực LM bánh của họ. Các nhà bán lẻ báo cáo nhu cầu gia tăng đối với bột chất lượng cao, sô-cô-la cho người sành ăn và các công cụ làm bánh chuyên dụng, hiệu ứng gợn mở rộng cho các nền kinh tế địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ cung cấp những hàng hóa này khi xu hướng làm bánh tiếp tục phát triển. Nơ thể hiện sức hấp dẫn vượt thời gian của nghệ thuật ẩm thực. Đối với những người làm bánh, nó không chỉ là tạo ra thức ăn. Đó là về việc tạo ra niềm vui và chia sẻ nó với những người thân yêu, và đang bảo tồn và phát triển một truyền thống ấp ủ.